Thì trước khi vào vẽ sơ đồ nguyên lý với bạn, mình nói cho bạn một số cái thủ thuật để mình vẽ sơ đồ nguyên lý nè. Đấy, ví dụ như mình muốn lấy linh kiện ra, bạn gõ hai lần chữ B phở, BB, thì bạn sẽ lấy cái thư viện linh kiện này ra để mình vẽ. Được chưa? Đó, bạn muốn chọn thư viện linh kiện nào thì bạn bấm chuột trái thư viện đấy. Rồi bạn chọn đến con linh kiện mà bạn cần lấy nè. Rồi bạn xem kiểu chân ở đây là bạn cần lấy là kiểu chân gì nè. Đó, thì bạn lôi nó ra. Đây là bạn sẽ lấy linh kiện ra từ thư viện linh kiện. Rồi bạn muốn add cái thư viện mà mình cần add vào để mình cần lấy linh kiện thì bạn vào library nè. Các bạn chọn library luôn. Rồi các bạn chọn intune nè. Nó chọn intune Chrome file nè. Nó mình sẽ trỏ đến cái thư viện mà mình cần add vào đó. Ví dụ như giờ mình cần add vào cái thư viện là full đi. Đó thì bạn vào đây nó add vào cho mình đó. Thì full vào đây rồi. Đó thì lúc đó thì bạn sẽ sử dụng được cái thư viện này. Đó, đây là thư viện mà mình đã add vào cho các bạn. Rồi tiếp nữa là bạn muốn vẽ thì bạn dùng cái phím là Ctrl W là bạn vẽ hai cái kết nối hai cái chân linh kiện với nhau. Đó. Chưa? Rồi sau rồi đó bạn dùng một số thủ thuật như là di chuyển cái đường dây nè. Rồi thí dụ như bạn muốn xóa thì bạn chọn đường dây này bạn chấm bấm delete. Đó, rồi bạn muốn trở lại thì Ctrl Z. Rồi bạn muốn xóa một cái đoạn đường dây này thôi thì bạn bấm phím Ctrl nè. Đầu tiên là bạn chọn đúng không? Sau rồi bạn phím Ctrl nè, bạn bấm chuột trái vào cái đoạn dây bạn cần xóa nữa, nó hiện cái màu đỏ lên là bạn chỉ xóa được cái đoạn dây mà bạn chọn thôi. Đấy. Ok. Rồi. Một cái nữa là các bạn di chuyển hai linh kiện mà nó không có thẳng hàng với nhau á. Ví dụ giờ mình lấy con linh kiện mà và 906 này ra đi. Nó thí dụ như giờ hai linh kiện này nó không có thẳng hàng nhau nè. Nó ví dụ như linh kiện này nó không thẳng hàng nhau nè đó. Thì bạn di chuyển hai con linh kiện chân này thẳng hàng với nhau rất là khó. Dụ đây nè, nó hai chân này mà bạn cho nó thẳng hàng nhau á, thì một số trường hợp nó rất là khó. Rồi các bạn bấm chuột phải vào linh kiện nè, rồi các bạn chọn là move nè, chọn move mà move to point nè. Đó thì lúc đó bạn di chuyển con linh kiện này bắt ngay cái tâm rất là dễ. Đó, hoặc là bạn bấm cái phím tắt bạn. Bạn bấm phím tắt là MV nè nó, rồi bạn bấm chọn linh kiện, rồi bạn sẽ di chuyển hai linh kiện này cho nó tiếp xúc chân với nhau rất là dễ. Đấy. Đó là cách mình kết nối chân hai linh kiện với nhau mà lúc mà cái chân này nó không thẳng hàng. Rồi, còn lại là các bạn có thể dùng phím tắt hết. Thì mình có một cái file để mình gửi cho các bạn là trong đó nó có phím tắt là chỉ các bạn là những phím tắt và có chức năng như thế nào hết. Còn ở đây thì các bạn cứ sử dụng cái phím tắt như là D nè, nó N nè, là những cái phím tắt mà gạch dưới, cái chữ gạch dưới á, là mình sử dụng phím tắt của hai chữ đó. Đó rồi các bạn muốn lấy nguồn thì các bạn vào đây các bạn lấy. Rồi. Đó rồi các bạn canh lề trái, lề phải gì nè, nó rồi. Đấy. Rồi các bạn muốn xem hoặc là thay đổi một cái thông tin linh kiện thì các bạn bấm đúp vào linh kiện này thôi, bạn coi nè nó. Đó rồi là cái tên nè, rồi là cái kiểu chân, rồi nằm trong thư viện nào nè. Đó rồi là nó đang sử dụng cái kiểu chân nào. Đó bạn chọn check vào đây là đang sử dụng kiểu chân này. Rồi là đây là cái mô hình 2D và 3D của nó. 2D là cái bát hàng của mình đó. Còn cái 3D là hình ảnh thực tế của cái linh kiện. Rồi ở đây nó có một thông số parameter nữa là những cái thông số mà khi mà tạo thư viện linh kiện đó, thì nó sẽ load vào đây. Rồi cái pin thì thể hiện cái pin của cái linh kiện này bao nhiêu pin và chức năng của từng pin là như thế nào. Đấy. Rồi các bạn muốn đổi tên này LCD này thì các bạn bấm đúp vào nè, nó có tên LCD này, các bạn đổi tên thành 10 LCD 16 nhân 4 gì đó. Đấy. Rồi. Đó là cách để mình xem và mình thay đổi giá trị hoặc tên một linh kiện. Rồi cái nữa là bạn muốn thể hiện những cái chân mà không có kết nối á, mà đánh dấu ít á, thì bạn vào đây nè. Đó bạn chọn cái dấu ít nè nó, rồi bạn chọn cái chân linh kiện nè. Nó bạn đối dấu ít là lúc đó là bạn nhìn vào cái sơ đồ nguyên lý của mình á, là thấy những cái chân nào mà dấu ít á, là mình không kết nối nữa. Thì tùy các bạn muốn vẽ dấu ít thì vẽ, còn không thì để trống thì mình hiểu đó là nó không kết nối.